Kính thưa các anh chị em thành viên của Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội, kính thưa tất cả các anh chị em là lãnh đạo và quản lý của các doanh nghiệp tham gia cái buổi hội thảo chuyển đổi số ngày hôm nay, kính thưa các vị các anh chị diễn giả, các anh chị thay mặt cho Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm công nghệ thông tin Việt Nam, tôi xin được gửi lời các anh chị em chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa các anh chị, tôi đứng đây với tư cách là đại diện cho Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội và đồng thời cũng là thành viên của Ủy ban chuyển đổi số doanh nghiệp của Việt Nam hiện nay. Thì tôi cũng trong suốt mấy cái năm vừa qua, các anh chị em cũng đã nghe rất nhiều đến chuyển đổi số, và tôi tin chắc rằng là tất cả các doanh nghiệp đã đều hiểu rằng việc chuyển đổi số mang lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, mang lại thêm chúng ta nhiều khách hàng mới, như là có thể giúp chúng ta sử dụng dữ liệu để mà gia tăng khách hàng và có thể tạo ra được những cái sản phẩm dịch vụ mới hay là cái mảng thị trường mới. Và chuyển đổi số là bắt buộc, gần như bắt buộc chúng ta đều phải thực hiện. Và nếu mà chúng ta không có thực hiện thì chúng ta có thể bị tụt hậu. Thì tất cả anh chị rồi, chỉ có là làm thế nào chuyển đổi số như thế nào. Thì qua các khảo sát của chúng tôi nhận thấy rằng là có đến hơn 90% các doanh nghiệp hiện nay không biết cách làm thế nào để chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình, và có đến 72% các doanh nghiệp là không biết bắt đầu từ đâu, tức là không biết là đấy, chúng ta trong doanh nghiệp có rất nhiều cái mảng hoạt động, mảng kinh doanh, mảng bán hàng, mảng marketing, rồi nhân sự, rồi những cái nhiệm vụ đặc thù của doanh nghiệp mình. Thế thì bắt đầu từ cái mảng nào, làm cái nào trước, cái nào sau đấy, để cho hiệu quả. Và có đến 69% là biết bắt đầu rồi nhưng mà không biết là chọn bộ giải pháp nào, chọn nhà cung cấp nào uy tín thị trường để chúng ta chuyển số một cách nhanh chóng hiệu quả. Đấy, thì xuất phát từ những cái dữ liệu thực tế này thì năm ngoái đặt ra mục tiêu là sao về xây dựng một cái bộ giải pháp của bộ tài liệu để hướng dẫn cho các cái doanh nghiệp chúng ta giải quyết được những cái câu hỏi của tổ. Thế và hơn 20 doanh nghiệp công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, bao gồm doanh nghiệp như Misa, FSK, Sapo, SSG, VNPT, Viettel, PCCorp và rất nhiều doanh nghiệp khác tụ họp lại, và trong hơn 3 tháng trời chúng tôi đã cùng nhau xây dựng lên cái bộ khung hướng dẫn chuyển đổi số cho từng lĩnh ngành nghề của doanh nghiệp. Và hiện nay thì đã xây dựng 26 chuyển đổi số cho 26 cái ngành nghề, ví dụ là bán lẻ, ăn uống, rồi dịch vụ kinh doanh bất động sản, rồi ngành sản xuất, ngành thương mại, ngành xây dựng. Và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng thêm cho các cái ngành nghề mới. Thế và trong cái buổi hội thảo ngày hôm nay thì cũng chính các cái diễn giả từ các doanh nghiệp đã trực tiếp tham gia xây dựng cái khung sau đó sẽ chia sẻ với cả tất cả các anh chị cái hướng dẫn bộ giải pháp chuyển đổi số này cho từng ngành nghề để giúp anh chị có thể thực hiện áp dụng được cho nó, giúp cho cái hoạt động chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Chị có thể biết được cách bắt đầu từ đâu, làm mảng nào trước, làm nào sau. Thế và có thể lựa chọn được các bộ giải pháp cũng như lựa chọn được những cái nhà cung cấp sẵn có trên thị trường. Thế và về phía Vinasa thì chúng tôi cam kết là sẽ tiếp tục xây dựng những cái bộ giải pháp cho. Thế và với về phía
Hội Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội. Bản thân tôi có chủ tịch phụ trách nhưng mà đào tạo và công nghệ thì cũng sẽ đồng hành, cam kết đồng hành cùng tất cả các anh chị em để tư vấn, giúp anh chị em tư vấn cũng như là giúp anh chị em giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, hay là tự chọn, giúp anh chị em có thể lựa chọn được những nhà cung cấp uy tín trên thị trường. Và tôi hy vọng là cái buổi hội thảo hôm nay sẽ giúp cho anh chị có được những trực quan nhất và giúp anh chị có thể nhanh chóng lựa chọn được những giải pháp mà áp dụng chuyển đổi số cho doanh nghiệp của mình. Cuối cùng xin thay mặt xin cảm ơn tất cả anh chị em đã dành thời gian tham gia cái buổi thảo hôm nay. Cảm ơn các khán giả dành thời gian chia sẻ cho các doanh nghiệp ngày hôm nay, và cảm ơn ban tổ chức đã dành rất nhiều thời gian tâm huyết để tổ chức cái buổi hội thảo hôm nay. Xin kính chúc tất cả các mọi người, các anh chị em một cái buổi hội thảo hiệu quả, hữu ích, thu luyện được nhiều cái kiến thức, kinh nghiệm, bổ ích, giúp cho doanh nghiệp của mình chuyển đổi số thành công. Trân trọng cảm ơn.